Làm gì xù? Ừ. Làm gì con trai? Nằm lại đàng hoàng cho khán giả thôi, coi coi nghe nó coi hơi hơi chơi có cái mặt cái ơi đẹp trai nhất nhà luôn á, mình có cái hơi ngu đó nè, sáng bị mùng anh hiếp quấn khóc cái é. Ừ, thấy ghét không? Váy dài nè. Ừ. Đây coi cái trái măng cục coi. Đặc biệt thằng này á nha, cái lỗ mũi bự lắm. Rồi ngủ đi. Đây là cái nhà của thằng xù, nhìn từ trên cao xuống, cái nhà đang động đậy. Đây là một thằng mèo đang đứng nó canh nhà cho thằng xù. Thực ra là nó canh cái thằng xù trong đây nè. Xu đào tẩu. Rồi, thằng xù chui ra rồi. Thằng xù chui vô lại. Nè, thằng xù là thằng này. Thằng mấy là thằng này. Đây là một cái nhà làm từ bốn cái gối với cái mền đè lên. Tụi mèo nó rất thích chơi cái trò này. Ra đây chơi ông. Đây là thằng Mốc. Đây là thằng Mèo. Hai anh em nó đang nằm xin cái hộp bánh. Đây. Cái hộp bánh này nè. Là cái mà nó rất thích. Bánh tôm mua siêu thị 40.000 hộp. Thôi. Ừ. Đó, con nó ghiền nè. Rồi ok. Bây giờ máy máy cho mỗi thằng miếng đi. Thằng mèo. Thằng móc. Ừ, nghe nó ăn đã không? Cơ, cái thằng này. Ừ, nghe nó nhai cần từ 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 Wow, cái ông này rồi kỳ quá. Nó ăn hết cái miếng đó rồi. Mèo ơi. Ờ, biết gì ạ? Hôm nay con đi ăn đồ lên nha.